Bà Xã Đỗ Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Xã Đỗ Huy đang chia sẻ cho quý vị tại triển lãm Bách Thuận năm 2024. Và trong thước phim này, Bà Xã Đỗ Huy tiếp tục gửi tới quý vị những cái tác phẩm xuất sắc. Và vừa chia sẻ và Bà Xã Đỗ Huy vừa cung cấp cho quý vị cái thông tin mới, rất là mới. Đó là ban tổ chức câu lạc bộ cây cảnh Bách Thuận bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ ngày mùng 1 tháng 5 sẽ tiếp nhận gian hàng thương mại, tiếp nhận những cái phôi quý của quý vị về với triển lãm. Triển lãm Bách Thuận có một cái khu riêng trưng bày phôi, những cái gian hàng thương mại. Quý vị, bất kể quý vị nào có những cái phôi, quý vị sẽ mang đến Bách Thuận ngay trong bắt đầu từ ngày hôm nay và những ngày sắp tới. Và khu thương mại thì kéo dài đến ngày 20 tháng 5. Và bên cạnh đó thì triển lãm có đan xen những cái cuộc giao lưu tọa đàm với các nghệ nhân nổi tiếng tại không gian triển lãm, bắt đầu từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 10 tháng 5. Có các nghệ nhân nổi tiếng. Kính thưa quý vị, các nghệ nhân nổi tiếng ví dụ như anh Lam Lê, rồi anh Dũng Cô Ca, rồi anh Vũ, anh Bắc, Bắc Tràng chẳng hạn, một số những cái nghệ nhân có tiếng sẽ tọa đàm từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 10 và vào những cái khung giờ từ 8 giờ đến 11 giờ hàng ngày. Thưa quý vị yêu cây cả nước và đặc biệt là những quý khán các thính giả khu vực Bách Thuận và lân cận sẽ lắm được cái tinh thần để về đây chiêm ngưỡng tác phẩm cây cảnh và được nghe những cái kinh nghiệm chia sẻ từ các nghệ nhân. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng về được tham quan những tác phẩm quý. Và bên cạnh đó thì cũng chào em nhá. Chào em. Và kính thưa quý vị được chiêm ngưỡng một cái không gian phôi nữa. Không gian phôi VIP ở triển lãm Bách Thuận. Thế và qua những cái phôi đó thì quý vị có thể là những quý vị chọn ra cho mình những cái chất liệu, những cái phôi quý để sau này tạo dựng những tác phẩm quý. Thưa quý vị, đó là cái thông tin mới Bà Xã Đỗ Huy gửi tới quý vị. Anh em chào các anh nhá. Chào các anh. Thì những quý vị yêu cây sẽ lắm được cái tinh thần như vậy. Và triển lãm Bách Thuận, triển lãm thì sẽ kéo dài đến ngày mùng 10 tháng 5. Và không gian phôi vừa rồi Bà Xã Đỗ Huy giới thiệu là sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 5 quý vị nhá. Còn những cái tọa đàm thì sẽ hàng ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 10. Đó là những cái thông tin bên lề, thông tin mới mà Bà Xã Đỗ Huy gửi tới quý vị. Và ngay bây giờ thì Bà Xã Đỗ Huy sẽ trở lại với những tác phẩm cây cảnh quý, cây cảnh đẹp ở triển lãm Bách Thuận. Có rất nhiều những cây quý, có rất nhiều những cây đẹp để gửi tới quý vị. Có lẽ là Bà Xã Đỗ Huy cũng không thể truyền tải hết được từng tác phẩm, nhưng sẽ cố gắng ghi cho quý vị những tác phẩm đẹp, những thước phim ý nghĩa. Quý vị nhìn thấy tác phẩm đặc sắc ở đây, cây đẹp quá quý vị ạ. Chúng ta có những cái tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao như này thì chúng ta tự tin, chúng ta không kém gì quốc tế cả. Bởi vì những cái chất lượng, những cái giá trị nghệ thuật rất cao, in đậm trong những tác phẩm như thế này. Thế chúc quý vị là một tác phẩm cây xanh nhiều thân. Và cây này thì Bà Xã Đỗ Huy rất là thích những cái đường nét này. Đường nét khó này quý vị ạ. Đây là những cái đường nét
nghệ thuật rất cao. Và cái đường nét này không giống một cây nào cả. Và chúng ta rất cần những cái đường nét như vậy, phong cách tự nhiên như vậy. Vì nhìn thấy cây này có đặc biệt không? Mấy năm trước thì cái phong trào cục thì chắc hẳn là những cây này mọi người sẽ cho là những cây rất là bình thường. Nhưng mà kính thưa quý vị, những cái nét nghệ thuật của những cái tác phẩm như thế này thì chắc là Bonsai Đa Huy không phải giới thiệu sâu thì quý vị cũng cảm nhận được. Cây này có rất nhiều những cái nét riêng, có rất nhiều những cái nét cổ, những cái nét hóa tạo lên những cái đường nét mang tính riêng biệt. Và chúng ta rất cần những cái đường nét mang tính riêng biệt đó. Đây là cái cây của nhà vườn Kim Cúc, nhà vườn Đại Cúc quý vị ạ. Một tác phẩm nhà vườn Đại Cúc mua của anh Thành Quang Toan. Nhưng mà lần này thì trông bóng tàn ấm áp, đẹp hơn là rất nhiều. Chúng ta đến với cây lộc vừng. Đây là cây lộc vừng phải nói là hiếm quý vị ạ. Một cây lộc vừng già. Quý vị nhìn thấy cái bộ răm, răm được làm rất tự nhiên. Và cây này thì có nhiều những cái điểm đặc biệt riêng. Và bóng tàn hiện nay thì đạt yếu tố tự nhiên rất cao rồi. Một cây lộc vừng cao khoảng 1m2. Đây là cái tác phẩm mà lộc vừng phải nói là hiếm. Cây của anh Phạm Văn Minh, Côn Đồ, Bách Thuận. Một cây lộc vừng đẹp quá quý vị ạ. Bóng tàn thanh thoát, trông rất tự nhiên. Không cây cái bóng tàn không bị gò bó. Quá đẹp quý vị ạ. Những cái tác phẩm lộc vừng thì cũng tăng thêm yếu tố đa dạng cho triển lãm. Quý vị biết là xanh si ở triển lãm thì chủ yếu là xanh si. Và những cái cây dòng khác mà đẹp thì tạo cho quý vị những cái đa sắc màu, quý vị sẽ thích thú hơn. Chiêm ngưỡng mãi một cái dòng cây thì mọi người không đổi món thì mọi người sẽ lâu sẽ thành nhàm chán. Và chúng ta đang có mặt ở cây xanh. Cây xanh này của anh Hà, Câu lạc bộ Bonsai Chợ Độ. Cây xanh này Bonsai Đa Huy rất là yêu. Yêu từ cái form dáng, yêu cái độ chất và yêu cái nét chuẩn chỉ của tác phẩm. Một cây trực hoành cơ bản và bệ thân sạch sẽ, mịn màng. Cây chiều cao không quá cao, chỉ cao khoảng 70 phân thôi. Và một cây trực hoành được thiết kế rất là cơ bản. Quý vị nhìn thấy vào hình, một hình tượng, một cái tam giác lệch ngay trước mắt chúng ta. Và vào trong khuôn hình thì quý vị thấy đẹp thế nào. Một cái tỷ lệ vàng. Cây này không to, nhưng cái giá trị về nghệ thuật và cái nét tự nhiên rất lớn. Cái bóng tàn để bác sĩ Đức Huy cảm nhận. Cái này ở thời điểm này chưa phải cái độ chín của tác phẩm. Cái này bóng tàn còn làm đẹp hơn rất nhiều nữa quý vị ạ. Nhưng chúng ta nhìn cái thân pháp, những cái đường nét quý của tác phẩm. Còn cái một vài cái chi tiết bông tàn thì cái đó rất cái đơn giản đó quý vị ạ. Những cái giá trị cốt lõi của tác phẩm thì không thể thay đổi được.
Và kính thưa quý vị, đến đây Bossa Đa Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Bossa Đa Huy vừa gửi tới quý vị một thước phim chia sẻ một số những cái tác phẩm và cung cấp cho quý vị một số những cái thông tin mới về triển lãm Bách Thuận. Đến đây Bossa Đa Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và xin phép quý vị được dừng lời đây. Chào tạm biệt quý vị.